Tử vi hôm nay ngày mùng 2 Tết năm 2022. Kính thưa quý anh chị em, hôm nay là ngày Bính Tuất, có ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Do đó chúng ta nên mặc những trang phục màu vàng, màu trắng và màu đỏ để cho hợp phong thủy. Để cầu tài chúng ta nên mặc những trang phục màu xanh. Sau đây thì Quảng Tòng xin được giới thiệu về trang phục cho ngũ hành. Anh chị mệnh Thủy thì nên mặc những trang phục màu đen, màu trắng và màu xanh. Những anh chị mệnh Mộc thì chúng ta nên mặc những trang phục màu đen, màu xanh và màu vàng nâu đất. Anh chị mệnh Kim chúng ta có thể mặc những trang phục màu vàng, màu trắng và màu xanh. Anh chị mệnh Hỏa thì chúng ta nên mặc những trang phục màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Anh chị em mệnh Thổ thì chúng ta nên mặc những trang phục màu vàng, màu đen và màu trắng. Kính thưa quý anh chị em, năm nay cái ngôi sao tài lộc là ngôi sao Bát Bạch bay về hướng Đông Bắc. Do đó nếu có thể thì chúng ta sẽ xuất hành theo hướng Đông Bắc để thu hút cái tài lộc đến với chúng ta. Mệnh có tài lộc tốt nhất ngày hôm nay đó là tuổi Tỵ và tuổi Thân. Và giờ có tài lộc tốt nhất cũng là giờ Tỵ, trong khoảng từ 9 tới 11 giờ. Quảng Tòng xin kính chúc quý anh chị em có ngày mùng 2 Tết luôn vui vẻ và thuận lợi và nhiều may mắn tài lộc. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc, xin vui lòng comment và đặt câu hỏi. Và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Xin chào!